Hôm nay tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, hội nghị nhóm tư vấn Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN, gọi tắt là AIPA lần thứ 14 chính thức khai mạc. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tham dự. Hội nghị có sự tham dự của gần 80 đại biểu gồm các trưởng đoàn nghị viện, các nghị sĩ nghị viện thành viên AIPA, tổng thư ký AIPA và nhiều khách mời chuyên gia. Chủ đề của hội nghị lần này là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ phục vụ tăng trưởng và phát triển bền vững. Tại hội nghị, các thành viên AIPA sẽ trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động về các vấn đề quan tâm chung, trong đó tập trung vào việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ phục vụ tăng trưởng và phát triển bền vững trong nội khối. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng các nước ASEAN đã đạt được nhiều tiến bộ trong các lĩnh vực đổi mới và trình độ công nghệ. Tuy nhiên, mức độ phát triển không đồng đều và được thực hiện theo các cách thức khác nhau. Trong khi đó, trên thế giới, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số, đang phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, mang đến nhiều thời cơ, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức với tất cả các nền kinh tế trong khu vực. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng bền vững, các quốc gia ASEAN cần làm chủ ứng dụng rộng rãi, công nghệ tiên tiến làm tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đưa phát triển kinh tế số, ứng dụng khoa học công nghệ trở thành nền tảng, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa vào tri thức, đổi mới, sáng tạo để tạo sự bứt phá trong chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu. Hôm nay, đoàn giám sát về năng lượng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021. Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực trong thực hiện xây dựng, triển khai các chỉ đạo về quy hoạch năng lượng tại tỉnh Quảng Nam, đồng thời ghi nhận kết quả tổ chức chính sách pháp luật, các văn bản chỉ đạo điều hành trong phát triển năng lượng, trong đó bao quát và đầy đủ 4 phân ngành phát triển năng lượng, có phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Đoàn giám sát đề nghị các bộ ngành của Trung ương và tỉnh Quảng Nam tiếp tục đánh giá về thủy điện tại Quảng Nam, tính toán thêm vấn đề về sinh kế lòng hồ thủy điện, dịch vụ môi trường rừng và phát triển kinh tế dưới tán rừng. Các bộ ngành nghiên cứu lại quy trình vận hành liên hồ chứa ở lưu vực các dòng sông. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế. Phiên họp tập trung thảo luận và cho ý kiến về công tác thực thi và tận dụng cam kết FTA gắn với cải cách thể chế, chính sách, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, từng lĩnh vực ngành hàng, hướng tới tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô, cũng như là cải thiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trước những thách thức lớn từ sự suy giảm của thị trường, nhất là các thị trường chủ lực. Đến nay, Việt Nam đã và đang tham gia 17 FTA, chuẩn bị đàm phán tham gia một số hiệp định thương mại song phương đa phương. Các FTA mà Việt Nam tham gia có độ phủ rộng hầu hết các châu lục với trên 60 nền kinh tế có tổng GDP chiếm 90% GDP thế giới, trong đó có 15 nước thành viên G20. Trong đó, 15 FTA có hiệu lực góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu, củng cố thị trường truyền thống, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tham gia vào các thị trường tiềm năng trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều lợi thế của FTA vẫn chưa thực sự tận dụng, nhiều lợi ích tiềm tàng còn bị bỏ lỡ. Nhận định về xu hướng chuyển đổi của nền kinh tế thế giới, xu thế phân cực kinh tế, nguy cơ bảo hộ nội địa và tính rủi ro của chuỗi cung ứng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng chúng ta cần xây dựng chính sách chủ động, đầy đủ năng lực nhằm tận dụng được các FTA. Phó Thủ tướng cho rằng cần tận dụng được những lợi thế, kinh nghiệm trong chuyển đổi số để triển khai một số lĩnh vực khác như kinh tế xanh với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lộ trình với tư duy mới. Thu hút FDI không dừng ở nhân công giá rẻ mà là năng lượng xanh, nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện các mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu thông qua trồng rừng Net Zero. Chiều nay tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ khối các cơ quan trung ương 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương chủ trì hội nghị. Điểm mới trong công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2023 là Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối đã tăng cường kiểm tra giám sát theo chương trình và làm việc nắm bắt, giám sát thường xuyên đối với cơ sở, yêu cầu một số đảng ủy trực thuộc tự kiểm tra để mở rộng đối tượng kiểm tra giám sát. Nhờ đó đã chủ động khắc phục khó khăn, kịp thời lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng một cách toàn diện, sâu sát, hướng về cơ sở.
Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối đã kiểm tra giám sát 27 tổ chức đảng trực thuộc, tăng 20 tổ chức đảng so với 6 tháng đầu năm 2022. Các cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp trực thuộc đã tiến hành kiểm tra giám sát 3.560 tổ chức đảng, tăng 1.506 tổ chức đảng và 13.690 đảng viên, tăng 9.008 đảng viên. 6 tháng cuối năm 2023, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ khối sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả đúng tiến độ chương trình kiểm tra giám sát năm 2023, đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.